Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh giao lưu về phô mai cây cảnh ở miền Tây. Thì hôm nay mình đến địa điểm là Bình Tân của Vĩnh Long, chỗ nhà của Thanh đó các bạn. Thì chúng ta vào bên trong nha các bạn, xin mời. Rồi chào anh ơi. Chào anh, chào các cô chú khắp mọi miền tổ quốc. Hôm nay con cũng có 10 cái phôi. 10 cái phôi. Dạ, bông trang có dưới bông giấy dưới mai à. Về mai, bông trang giấy. Rồi, số 1 là ai đâu? Rồi, mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1. Đầu tiên của ngày hôm nay đó là số 1. Rồi cho xin tròn vòng trước cái đi. Tròn vòng luôn. Rồi nhắc lại với các anh là mã số 1 nha mấy anh. Chi cành có rồi đây. Cây này mau chơi ra rác luôn cô chú. Chi cành có đế nôm. Rồi cũng xây tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn. Rồi mã số 1 này đế cũng khá là đế khá. Rồi có mấy cái thẹo này là sao đây ạ? Quay này là hồi đó chủ nhà người ta cắt nhưng mà giờ nó kéo lại muốn gần lạnh hết rồi. Nó đang kéo nhựa rất mạnh nè. Vậy là hai thẹo trên cái mã số 1 này nha mấy anh. Dạ, nói trước. Nói trước cho mấy anh biết á. Dạ. Trên này cái nữa. Cái này sành cứng hết. Rồi. Cái này mình chỉ có mình cạo cho cái da nó chạy mình sức keo thì nó mau lạnh lắm. Rồi. Vậy là ba thẹo. Trên mã số 1 này. Cũng giới thiệu rõ cho mấy anh biết trước luôn. Rồi cho thông số của em này luôn. Rồi thông số. Rồi đúng chưa? 24 đây nha cô chú. Rồi 24. Rồi chiều cao ghế 45. Chiều cao ghế 45. Rồi ok. Tổng cái nồi của này cho thử. Tổng cái nồi 110. Rồi cái nồi 110. Rồi này mình đưa chậu số 5 các cô chú. 5 tấc á. Chậu 5 tấc á. Từ cổ rễ lên tới đỉnh là 89. Rồi 89 nha mấy anh. Rồi mã số 1 này báo giá nhiêu đây? Mã số 1 này giao lưu giá 4 triệu rưỡi các cô chú ạ. 4.500.000. Rồi xin số điện thoại luôn. Dạ, số điện thoại là 0939 272 454 Thành Bình Tân. Phí ship toàn quốc không ạ? Bao ship. Bao ship toàn quốc nha mấy anh, 4.500.000. Rồi xuống số 2 lên. Rồi mã số 2 mấy anh ơi. Chờ trong giây lát. Rồi số 2. Rồi cây có mã số 2. Mã số 2 là một cây bonsai sù da me các cô chú. Bonsai sù da me. Đây đế nôm nhìn nó gom rất gọn. Rồi xây đi, cứ xây đi, xây đi. Chân cành có sẵn hết nha các cô chú. Tròn vòng luôn. Rồi. Rồi cho thông số của em này luôn. Mã số 2 mấy anh ơi. Mã số 2. Rồi, dạ, hoành 24 luôn cô chú ơi. Rồi hoành 24 anh ơi. Rồi chiều cao 59. Rồi chiều cao 59. Rồi ok luôn. Này nguyên cái nồi này, cũ đặc nha cô chú. Cũ đặc. Rồi nhiêu đây? 80. À, mình gom vô cái chậu rất nhỏ. Chậu mấy? Mình này vô chậu số 4. Chỗ 4, rồi xây luôn. Tròn vòng luôn. Rồi báo giá như số 2 đi ông Thanh. Dạ, ơi. Rồi số 2 này con giao lưu cũng với giá 4 triệu rưỡi cô chú. Rồi 4.500.000 thôi số 2. Số 2 nha mấy anh. Rồi phụ đổi luôn. Số 3 lên. Rồi số 3 mấy anh ơi. Mã số 3.
thông cảm chờ trong giây lát. Rồi số 3. Số 3 này cho tròn vòng luôn. Rồi mã số 3 mấy anh ơi. Rồi cây này có gì hay hay cứ giới thiệu nha. Cây này thì nó nằm giống như gián thú. Rồi. Gián thú thôi, tại trước này cũng giống như hai cái chân vậy đó ha cô chú. Rồi. Mà mình nhìn thấy nó dính hơi liền, nó bự quá, nhìn hơi liền. Còn củ sao này, củ đặc, củ bự. Đây. Tại chỗ này lúc mình bứng á, nó nằm dưới gần cát á, dưới đất nó trộn lộn nên cái bầu nó không được cứng không. Dạng làm lại bầu. Rồi. Bò này nó cũng quái lắm nghe cô chú. Đế nở. Rồi nhắc lại các anh là mã số 3 nha mấy anh, cho thông số luôn. Này, này cũng có mấy cái thẹo này, nó cũng đang kéo nhựa mạnh nha các cô chú. Rồi chỉ luôn, chỉ cho. Này hồi đó chủ nhà nó cắt sẵn. Rồi cây số 3 này có hai thẹo nha mấy anh, xin nhắc trước, nói trước ạ. Rồi cho thông số em này luôn. Nhiêu? Dạ, em này là 25 đây. Rồi 25. Rồi chiều cao của em. Chiều cao của em nó là 65. Chiều cao 65 rồi. Đo cái củ đã. Củ đi. Là 65 luôn. 65 luôn. Rồi ok. Em vô được chậu. Chậu số mấy? Số 4. Chậu 4. Rồi chậu số 4. Rồi báo giá luôn. À, phôi số 3 này giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi luôn. Phí ship sao? Dạ bao ship hết ạ. Rồi bao ship luôn mấy anh ơi. Rồi số 5 lên. Rồi mã số 5 mấy anh ơi. 3, số 4 nè. Rồi như vậy là điểm nhầm tí xíu nha. Mới tới số 4 rồi. Cây này cây số 4 nè. Cây này số 4. Số 4 nha mấy anh. Mã số 4. Đây cây mã số 4. Này là bể đế cái khủng nghe các cô chú. Rồi cứ giới thiệu cái gì nghe cứ giới thiệu. Này nó cũng già cây à. Đế nó đặt kẹo trên cái này nè. Trong này đặt hết. Rồi thông số của em số 4 luôn. Hồi nãy có nói nhầm mấy anh. Cây này mới đúng là số 4 nè. Đây này Quỳnh 26 nha cô chú. Rồi 26. Cây tưởng chỗ này nha. Rồi 26. Rồi ok. Rồi đế là khoảng 100 nè. Rồi đế 100. Đế bự là tính 100 nè. Rồi chậu số mấy? Chậu mấy tấc? Em đo chiều cao. Rồi chiều cao đi. Chiều cao là 82. Chiều cao 82. Rồi thông tin chậu số 5. Rồi chậu 5 tấc mấy anh ơi. Chậu 5 tấc nha. Cái này mình cắt lùng lực cũng được nha các cô chú. Rồi ngay cái tay ha. À, ngay tay chỉ đó. Lùng lực. Rồi tại okay để cắt chuyện để trừ hao mấy cô chú có về cắt thì cắt. Rồi giá luôn, số 4 mấy anh ơi. Số 4 giá 4 triệu rưỡi luôn, dễ nhớ các cô tiếp chú. Tiếp tục là 4 triệu rưỡi. Bao ship tổng quá. Bao ship ha, bao ship luôn. Rồi số 5. Rồi chờ trong giây lát nha mấy anh, số 5 mấy anh ơi. Mã số 5. Số 5. Đây là mã số 5. Rồi xin tròn vòng của em số 5 luôn. Tròn vòng luôn. Rồi xin tròn vòng. Tròn vòng luôn. Dán này chụp lắc cô chú. Con tay cũng lùng lực lắm ạ. Để lực ngọn nhỏ. Rồi cứ xây, xây nhẹ nhẹ đi, xây xoay. Rồi nhắc lại với các anh là mã số 5 nha mấy anh. Mã số 5. Rồi thông số luôn. Dạ hoành 35 nha các cô chú. Rồi 35 rồi. Chiều cao.
Chiều cao là 39. Chiều cao 39 rồi luôn. Nồi đế này 110. 110 rồi. Này mình vô ép vô chậu số 5 được nha chú. Chậu 5 tấc ha. Dạ. Chậu 5 tấc. Chậu 5 tấc nha mấy anh. Cũng rộng rãi là vô chậu số 6, còn ép vô chậu số 5. Rồi, báo giá luôn, số 5 luôn. Dạ, phôi này giao lưu với giá 5 triệu ạ. Rồi, 5 triệu đồng, phí ship sao ạ? Dạ, bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn nha mấy anh. Rồi, xin dòng đi rồi đổi, xin dòng đi, xin dòng đi. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 6 lên mấy anh ơi. Thông cảm chờ trong giây lát mấy anh ơi. Rồi, số 5 rồi, tới số 6. Giấy, trang gì đó, đưa lên. Rồi, em này là gì đây? Em này là giấy Mỹ. Giấy Mỹ. Rồi, mấy anh ơi, cũng tròn vòng luôn mấy anh ơi, giấy Mỹ. Giấy Mỹ hơi quái chứ nghe cô chú. Giấy Mỹ hơi quái. Này nó có bị đó, nó bị thẹo ở đây mà giờ nó kéo qua là nha, gần bít rồi. Không có gì hết, không có sao. Rồi xây luôn. Rồi nhắc lại các anh là phôi giấy Mỹ mấy anh ơi. Giấy Mỹ quái. Giấy Mỹ. Giấy Mỹ luôn. Rồi như vậy là cho thông số của em giấy Mỹ luôn. Bình thăng là 38 anh có cô chú. Rồi 38 anh ơi. Rồi chiều cao của em. Chiều cao của em là nhiêu đây? Tỉnh mình đây 38 nè. Rồi 38 luôn chiều cao. Khó đồ cái này quá. Rồi hào thử đi, hào thử đi. Chiều dài của em nói đây. Chiều dài là 50. Mình vô chậu mấy á, chậu số mấy á, mấy tấc á. Cái này là nhiều thấy chơi lắm, từ chậu số 5 trở lại á. Rồi chậu 5 tấc mấy anh ơi. Chậu 5 tấc. Tại phôi này hơi quá, mình trồng nhiều thế lắm nha các cô chú. Rồi báo giá của em giấy Mỹ luôn. Phôi giấy Mỹ này giao lưu với giá 3 triệu. Rồi 3 triệu phí ship sao? Dạ bao ship. Rồi bao ship luôn mấy anh ơi. Giấy Mỹ. Rồi giấy Mỹ xuống. Giấy Mỹ là số 6 ha. Rồi số 7 là gì đây? Số 7 là em gì? Số 7 là em giấy Mỹ nằm trên xô. Giấy Mỹ xô. Ôi ô dữ vậy. Đây, còn cái thành xô luôn nha. Quá trời rồi mấy anh ơi. Này dữ lắm rồi. Kêu bằng cổ quái cũng là cổ quái là đây. Nguyên cục luôn nghe cô chú. Nằm trong cái xô nè, giờ nó cuốn lại thành cục luôn. Rồi nhắc lại các anh là mã số 6 phải không ạ? Dạ, mã số 7. Số 7 hả? Số 7. Số 7. Ờ đúng rồi, số 7, số 7. Rồi mã số 7 mấy anh ơi, gọi này đo làm sao đây, khó đo nha. Dạ này hơi khó đo nghe các cô chú. Không biết đo ở đâu thiệt á. Giờ mình đo tổng của này ha. Để nó dính kiểu này hơi khó đo. Đo tổng của cái này đi. Rồi tổng đi. Này cũng 44 luôn nha cô chú. Rồi 44 mấy anh ơi. Cái này cũng hơi khó đo. 44. Từ cái miệng xô lên tới cái ngọn là 39. 39. Rồi 90 mấy anh ơi. 90. Rồi em này báo giá nhiêu đi? Giấy Mỹ em báo giá 6 triệu bao ship toàn quốc nè. Số 7 có giá 6 triệu bao ship toàn quốc cho mấy anh luôn. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi số 8 lên. Mã số 8 mấy anh ơi. Số 8 là em nào?
quyết định đêm nay phải không? Nổi không, nổi không? Rồi số 8 nha mấy anh. Quá trời ơi. Đây là tập tạ luôn. Buổi trưa 12 giờ tập gym. Cấn không, cấn không? Không, không. Qua luôn được. Rồi, vậy là cho tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi, nhắc lại với các anh là mã số 8 phải không ạ? Dạ, cái này ghép giả Thủ Đức. Mã số 8 anh ơi. Dán bài. Rồi, nhắc lại với các anh là mã số 8 nha mấy anh. Rồi, thông số đó sao đây? Cái cổ này đi. Thông số đây, thông số đây. 22 nè. Rồi, 22. Rồi, chiều dài của em. Chiều dài của em là 44. Nhiêu? 44. Rồi, 44. Rồi, sau đây. Nguyên cái cành phải không? Dạ. 110, cành 3. Cành 3 110 mấy anh ơi. À, từ trước ra tới sau luôn. Rồi. Rồi, cho xây luôn. Rồi, điều quan trọng là giá của em này nhiêu? Giá em này là 4 triệu rưỡi bao ship. 4 triệu rưỡi bao ship toàn quốc không ạ? Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn mấy anh ơi, 4 triệu rưỡi. Cái này mình đóng thùng gỗ với tiền ship nó hơi cao nha các cô chú. À. Nên bán giá hơi cao. Này là số 8 phải không? À, này số 8. Số 8, rồi giá nhiêu? Dạ, giá 4 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi, bao ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. Rồi, phụ đổi luôn. Phụ đổi luôn. Phụ đổi luôn, tự phụ luôn. Thôi. Rồi, để xuống. Rồi, số 9 lên. Số 9 là ai? Số 9 là em Mỹ Hồng. Rồi, mời em lên. Mời em lên bàn xoay. Bàn xôi chứ không phải bàn xây. Bàn này bàn xôi. Mỹ Hồng á. Mỹ Hồng. Này cái tàn xả ra lên trầu nghe các cô chú. À, do cái tàn nó cuột lại nha mấy anh. Dạ, này cuột cái tàn lại. Rồi, nhắc lại với các anh là Mỹ Hồng. Dướng cây khế rồi. Khoan, khoan nha, khoan. Mỹ Hồng mấy anh ơi, Mỹ Hồng. Rồi ok, xoay. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn, Mỹ Hồng mấy anh ơi, phôi số 9. Cái này mình chồng đứng cũng được, mình chồng dán bay cũng được nha các cô chú. Xả tạng ra chồng đứng cũng được, mình chồng dán bay cũng được. Vậy là đứng cũng được, dán bay cũng được luôn. Dạ. Hai loại nha mấy anh. Rồi, thông số của em Mỹ Hồng luôn. Mỹ Hồng mấy anh ơi. Dạ, hoành 15. 15, rồi ok. Rồi, chiều cao. Chiều cao lên tới ngọn là khoảng 1,5 m. Rồi, 1,5 m. Rồi, ok, Mỹ Hồng mã số 9 này giá nhiêu luôn? Dạ, giá 3 triệu bao ship. 3 triệu đồng bao ship mấy anh ơi. 3 triệu bao ship. Xoay luôn, xoay luôn. Tròn vòng luôn. 3 triệu xoay ship. Rồi, phụ đổi anh ơi. Đổi luôn, số 10 lên. Số 10. Số 10 là ai? Một cái em cây dán bài. Dán bài. Rồi, 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 rồi. Rồi, chúng ta sẽ ra ngoài nha mấy anh. Dán bài. Cái này phải không? À, cái này. Rồi, cái này mấy anh ơi. Cái này là ghét rồi nha các cô chú. Rồi, lớn lắm. Dán bài luôn. Chuyện cành có đầy đủ hết trơn à. Ờ. Nó chỉ thiếu ở đây nè, thiếu cái cọng rễ chỗ này nè. Ngay đây. Dạ, thiếu đây cọng rễ. Rồi cứ nói, có gì hay hay đó cứ nói. Này thì cái này cũng ghép giống dảo. Ghép dạ. Cũng mấy tháng rồi, giờ nó ra mạnh khỏe hết rồi. Rồi. À, cái này lên bồng quay không nổi của mình lên rồi. Nói chung là xây không nổi mấy anh ơi, không ai khiêng nổi đâu. Rồi giờ cho thông số đi.
Rồi thông số nhiêu đây? Đọc lớn lên giùm nha. Rồi hoành thân 50 nha các cô chú. Rồi hoành thân 50. Rồi hoành thân 50. Rồi chậu số mấy á? Mấy tấc á? Này hiện giờ là này chắc mình vô chậu 1 mét đi, tại cây lớn mà. Rồi, chậu 1 mét. Tại cái bầu hết 8 tấc rồi. Chậu 1 mét nha mấy anh. Còn giới thiệu đặc điểm gì hay hay nữa không? Cái cành bay này ha, cành bay này cũng khéo. Nếu mà đụng thì phải cành bay tới cái góc đó là khoảng 2m1. Như vậy là từ góc đến cành bay là 2m1. Này ghép rồi dính rồi trơn nè. Rồi nhắc lại cái anh, cây này là mã số 10 nha mấy anh. Mã số 10. Tất cả các gì hay hay là chủ cây nói nó hợp giả bông đẹp nha các cô chú. Hợp lý hơn. Mình ngoại đạo nói thì người ta nó hôn mình nó tim nó đông. Hai cây này cũng già cây nha, u cục cục mà. Rồi. Rồi như vậy là mã số 10 này mình báo giá luôn. À số 10 này giao lưu với các cô chú là giá 13 triệu. 13 triệu mã số 10 rồi phí ship tính sao? Dạ, cái này bao ship luôn. Bao ship luôn mấy anh ơi. Rồi mã số 10 ha, 10 13 hả? 13 triệu. Rồi 13 triệu mấy anh ơi, mã số 10. Bao phí ship toàn quốc luôn. Khoan khoan khoan. Bao phí ship toàn quốc mã số 10 nha mấy anh, 13 triệu. Vậy là cuối chưa hay là còn ạ? Đâu 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 đâu. Đâu cái nào? Kéo ra luôn, kéo ra luôn. Nổi không trời? Ngồi để đất thôi. Để đất đi, lắc lắc nhẹ nhẹ vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ khoan 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 khoan. Khoan khoan khoan. Khoan. Rồi cái này là mã 11 phải không? Dạ này phôi tứ quý. Tứ quý mấy anh ơi, 11. Từ từ đừng gấp, đừng gấp. Rồi bây giờ lắc nhẹ nè, bây giờ lắc nhẹ nè. Nhẹ thôi. Nhắc lại với các anh, cái này là phôi mã 11 nha mấy anh, tứ quý nha mấy anh. Tứ quý. Bạn thay hôm nay mới thay nha các chú. Nhẹ mà. Rồi mã này là tứ quý. Rồi mình cho thông số tứ quý này các anh ơi. Phôi này phôi tứ quý mấy anh ơi. Rồi nhiêu lớn giùm? 43. Rồi 43. Rồi chiều cao của em 69. Chiều cao là 69. Rồi ok luôn. Rồi đấy là khoảng 200. Rồi 200. Chậu số mấy thì mấy tấc? Chậu mấy tấc? Khán giả muốn biết là chậu mấy tấc. Vô chậu 8. Chậu 8 tấc. Tứ quý là mã số 11. Rồi xen dòng nó đi rồi báo giá luôn nè. Rồi mã số 11 nha mấy anh. Mã số 11 này giao lưu với giá 7 triệu bao ship toàn quốc nha các cô chú. Rồi 7 triệu bao ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. 7 triệu đồng bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi hết chưa? Dạ hết rồi. Bao phí ship toàn quốc luôn, tứ quý. Có giá là 7 triệu. Rồi chào bà con các bác luôn. Chào các cô chú, mong cô chú ủng hộ con trong khoảng 10 11 thôi. Rồi. Con cũng mong cô chú ủng hộ, tại gần Tết rồi mà mua bán thì cái này phôi bán cũng chậm. Rồi. Quý mai tàng mà tàng vận chuyển hơi khó. Rồi. Rồi, mong bà con ủng hộ chỗ anh nha bà con. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều, chúc sức khỏe bà con hạnh phúc và vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt.